Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Quang Jenny. Ngày nay mình có một cái bản đồ mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Vừa mới thấy ở trên Twitter khá là hay, một anh bạn nước ngoài. Vậy thì mấy ngày hôm nay mình đang băn khoăn đến cái việc là thì liệu thị trường nó sẽ bùng nổ vào thời điểm nào và cái lúc nào là mình có thể là cái thời điểm mà chúng ta nên chốt hàng. Thì cái đó là cái lúc tức là khi mà chúng ta đã mua hàng vào rồi, tức là đã gom hàng rồi. Thì mọi người nếu mà theo dõi trên Telegram thì có thể biết là mình vừa rồi đã mua gần hết số tiền mà mình dành cho cái việc đầu tư crypto rồi. Hiện tại chỉ còn một chút nữa thôi, khoảng 5.000, bao nhiêu nhỉ? 20%. Mình 27, 18%, còn 18% nữa. Thì bây giờ mình chỉ gọi là trong trường hợp mà thị trường nó còn tụt nữa thì mình dành cái số tiền để mình mua hết, còn nếu không á thì có một cái đợt điều chỉnh nào đó mình cũng sẽ mua vào. Thế thì bây giờ khi mà đã nhập hàng vào rồi thì phải suy nghĩ đến cái việc là ngày nào thì chốt, không thể nào mà cứ để nó mãi được đó. Tất nhiên là vẫn phải tính những cái trường hợp nhé, mọi người chia sẻ là mọi người nên tính những cái trường hợp là mình không chốt lời được vào đúng thời điểm mà thị trường tăng trưởng, mà để nó quá ra như là cái nhìn rất là nhiều người trong cái thị trường này hold coin xong rồi nó tăng quá rồi thì cũng không bán được, hay là như thế nào đó. Thì mọi người nên chọn những cái đồng coin mà trong cái danh mục của mình nó có ít nhất là khoảng 30 đến 50% những cái đồng coin top top ở đây là mọi người phải lên trên CoinMarketCap ha, để xem nó là cái đồng nào. Đồng mình đang view meme rồi, top này tất cả này đó. Thì Bitcoin, ETH, BNB, Solana, XRP, Tron. Ủa, Tron nó lên thứ 8 rồi. Những cái đồng coin mà nó top như thế này đó. Ô sao cái này nó từ năm nào phải không? Sao nó vẫn còn có Polkadot ở đây này trời. ADA, Tron, Avax. Ôi giờ Dog với lại Shiba là top 20. Con Polkadot thì vẫn cao vậy à? Lâu lắm không xem cái này rồi đó. Không xem cái danh sách này rồi. Đó thì mình trong cái danh sách của mình là mình hold chủ yếu là ETH và Solana. XRP, Tron. Thế nên là cho dù cái mùa này mình cũng không chốt được thì cũng không sao. Đó. Thứ hai nữa, mọi người không nên dùng đòn bẩy. Cái đó thì là lời khuyên, chứ còn chắc chắn là mọi người vẫn sẽ dùng thôi. Vùng bao giờ mà bị thất bại với nó hay là bị nó kéo sạch tài sản đi thì bắt đầu mới rút được kinh nghiệm đó. Thì đấy là một số thứ. Thế thì vừa rồi mình mở cái biểu đồ của thằng chứng khoán Mỹ, mình nhìn thấy có một cái sự lo sợ nhất định. Là sao? Là chứng khoán nó sẽ có thể có cái nhịp đồng pha với lại crypto, thường là như vậy. Ta đã thấy cái việc này đi khá là nhiều rồi. Crypto nó không phải là một cái gì đó mà nó có thể vượt được qua trở ngại về khủng hoảng kinh tế, hay là khủng hoảng, hay là một cái đợt điều chỉnh mạnh của toàn bộ các cái thị trường. Cái đầu tư tâm lý hoàn toàn giống nhau. Không có chuyện là thị trường chứng khoán sụp đổ mà người ta lại chuyển sang người ta đầu tư crypto. Cái đó là cái chuyện mơ hồ, chuyện là viển vông. Có thể người ta đầu tư Bitcoin đấy, nhưng mà người ta sẽ không đầu tư altcoin. Cho nên là mà chúng ta đầu tư hầu như là altcoin, cho nên phải cẩn thận cái việc là thị trường chứng khoán nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Thế thì tại sao mình là view là thị trường này nó sụp đổ? Nó phải sụp tại vì là nó đã tăng lên rất là lâu rồi, tăng lên rất là nhiều thời gian. Ta xem là năm ngoái là nó tăng lên trong vòng 600, từ 2020 đến 2022 là 2 năm. Đó, và tiếp tục đây nữa cũng lại 2 năm nữa rồi. Từ 2022 đến 2024. Thế thì rất có thể là nó sẽ có di chuyển thêm được vài tháng nữa thì nó có thể sập. Tất nhiên là nó không phải đi theo kiểu là thời gian như mình suy nghĩ, nhưng mà nó có thể sập bất kỳ lúc nào. Và khi nó sập nó sẽ kéo theo cái thị trường crypto nó sập theo. S&P thì cũng 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 thế thôi, đó, đại loại là nó cũng sẽ sập. Đây nó đang kiểu như là 1 2 3 4 5 này, đây là một cái sóng cuối. Cuối trước khi nó đi xuống. Thế thì cái quỹ của ông Warren Buffett đó, ông vẫn đang cầm rất là nhiều tiền mặt.
Và cái ông này là ông chỉ mua khi mà giá nó sập thôi. Ông rút ra rất nhiều tiền, rút ra rất nhiều tiền mặt, ông mới dự trữ cả năm rồi. Đó. Thì chắc chắn là ông ấy đang chờ một cái thời điểm mà thị trường nó có những cái đợt điều chỉnh mạnh mẽ để ông ấy mua vào, nó phải mạnh hơn cái lần trước. Lần trước chúng ta nhìn đây là S&P là nó tụt 36%. Đợt đợt này nó có thể sẽ phải tụt lâu hơn, reset lại toàn bộ cái quá trình tăng trưởng này để bắt đầu là nó tăng trở lại. Để nó mua hàng, để nó gom hàng những cái người mà nhiều tiền đó. Sắp tới khi mà thị trường nó đẩy nhiều tiền ra, chưa chắc là thị trường đã tăng. Bởi vì bây giờ tiền đang được nới lỏng, à tiền không được nới lỏng, tiền đang rất đắt mà thị trường nó tăng như thế này. Thì không có chuyện mà đến khi mà tiền nó nới ra mà nó lại tăng nữa thì nó tăng quá kinh đúng không? Nó phải điều chỉnh thôi. Cái việc mà tăng tiền ra ngoài thị trường làm cho giá tài sản tăng nó chỉ đúng trong một số trường hợp chứ không phải luôn luôn đúng. Một số những cái mã đầu tư bây giờ nó đang gọi là có cái đỉnh rất là cao, như là Apple này, Microsoft này, thì nó chưa có cái dấu hiệu điều chỉnh cũng đáng chú ý nào. Một thời điểm nữa chúng ta sẽ phải chú ý xem là nó điều chỉnh vào cái thời điểm nào để mà cân nhắc trong cái thị trường crypto. Rồi quay lại với coin thì mình cho rằng là nó sẽ còn một cái đợt điều chỉnh nữa trong thời gian ngắn hạn. Không biết là theo cái vì lý do gì, nhưng mà để mà thị trường đạt đỉnh all time high giống như là Bitcoin vào cái thời điểm mà 2021, 2022 lên 64 hoặc với lại 69.000 ạ, thì nó cần phải có thêm thời gian nữa, và cái khoảng thời gian đấy nó rơi vào khoảng tháng 9 năm 2025. Tháng 9 hoặc tháng 10 2025. Đây là một cái người ta đã tạo ra. Mình chỉ đang vẽ lại theo cái điều đó, tức là vào những cái thời điểm mà Bitcoin halving sẽ là cái mốc, và mốc mà để mua thì là trước ngày halving 500 ngày là cái thời điểm mua đẹp. Đây, nếu mà mua đây thì giá là thấp nhất rồi. Và bán sau khi Bitcoin halving 500 ngày. Bán ở đây thì cũng là khu vực khá là cao. Đó thì xem cả về cái dữ liệu của cái chu kỳ trước nữa thì cũng tương tự. Đây. Halving là vào mười mấy đây. 9 tháng 7 2016. Thời điểm mua vào trước đó cũng khá là thấp, gần như là thấp nhất. Và bán ra cũng gần như là cao nhất là 20 tháng 11 2017. Đó. Thì nó luôn luôn là nó không có gần đỉnh, khoảng nó còn một tháng nữa thì mới gần đỉnh. Thì cứ cho là khoảng 530 ngày đi là sẽ được đỉnh, nhưng mà cũng không quá quan trọng là phải đỉnh ha. Đó. Thì nó đã đúng hai chu kỳ trước nữa thì chưa xem được. Chu kỳ trước nữa nó quá là ít dữ liệu, đó chưa có nhiều nhà đầu tư. Thì chúng ta đang thấy là với hai cái chu kỳ trước khá đúng, và cái chu kỳ này nó đúng một nửa rồi. Tức là trước cái ngày halving là ngày 20 tháng 4 2024, 500 ngày là cái thời điểm mà Bitcoin có 15.800 thôi. Cái lúc đó là cái lúc mà mua vào á, thì rẻ nhất. Đúng không? Bitcoin rẻ nhất. Đây chúng ta đang nhìn Bitcoin nhé. Một lát nữa sẽ nói về altcoin sau. Altcoin thì có lẽ là nó phải lệch đi khoảng 1 2 tuần, 2 đến 3 tuần. Thế thì bây giờ nếu mà đúng cái ngày bán sau sau 500 ngày thì chúng ta còn khá là nhiều thời gian để có thể chạy được đến đó. Chúng ta còn đến 400 ngày nữa. Ta mới đi được 20% của cái đợt tăng trưởng thôi. 20% sau ngày halving thì mới là đợt mới đi được 100 ngày. Thế còn được 400 ngày nữa. Nó sẽ rơi vào khoảng tháng 9, tháng 10 là lúc đó Bitcoin đặt loanh quanh ở gần đỉnh. Và altcoin thì sẽ khoảng một tháng sau. Đó, vài tuần sau, một tháng sau. Thì nhưng mà lúc đó thì chúng ta cũng đã có được cái đợt điều tăng rất là mạnh của altcoin rồi. Trong đó hoàn toàn có thể chốt lời ngay sau đó rồi. Thì tất cả những cái khung này mình đang cân nhắc là mình sẽ theo cái việc này. Mình giữ tất cả những cái hình ảnh này, mình không có xóa, để chúng ta sẽ có một cái form khoảng khoảng bao nhiêu, thay vì cái việc là không biết cái gì hết. Lý do mà tại sao chúng ta phải đặt những cái này á là vì cái thị trường này nó phản ứng rất là nhanh. Và chúng ta đang nhìn thấy trong cái mùa tăng trưởng đợt này,
các cái hành động của cá mập hay là hành động của nhà tạo lập thị trường nó rất là khác với cái mùa trước. Chúng ta chưa bao giờ có cái chuyện trước halving mà đã có một cái đỉnh cao mới. Cho nên là để mà sau đó phải ứng xử như nào thì thực sự là cũng khá là khó. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy, giả sử bây giờ chúng ta thử xem nào. 500 ngày trước halving, giá tăng như thế nào? Tăng 340%. Thì đây, sau 500 ngày halving, giá tăng như thế nào? 600%. Tức là còn hơn cả gấp đôi so với trước halving. Thế bây giờ mà thử đặt cái phép đo thôi, chúng ta chưa nói là nó sẽ lên đỡ nha, nhưng mà đây là 345%. Ồ, khá là tương tự với mùa trước. Rồi, sau halving mà từ 600% xem nào. Ở đây 600% thì chúng ta sẽ có Bitcoin ở giá bao nhiêu đây? Cái gì vậy trời? 384.000 đô á hả? Ai chà, 300.000 đô. Bitcoin có thể lên được đến 300.000 đô nếu mà đi giống như những cái chu kỳ trước. Chà chà chà, thực sự là rất là điên rồ, vô cùng là điên rồ. Xem tiếp, tiếp sau mùa trước xem sao. 2019, 2019 thì phải lên sàn Coinbase. Đây như là còn một cái sàn nữa là cái sàn Bitfinex thì phải. Rồi. Xem là tăng trưởng là 250%. Và sau sau halving là tăng trưởng 1.200%. Trời ơi, 1.200 so với lại 250, cho là 300 đi, 4 lần. À, 4 lần. Xong sau đó giảm còn 2 lần. Lần này chỉ bằng thôi, lần này chỉ bằng thôi thì sao? Nếu mà chỉ bằng thôi thì sao? Nó chỉ tăng 3 lần thôi. 300% đúng không? Chọn cái thấp nhất này đi. 300%. Chúng ta vẫn có 270 mấy nghìn. Tức là nếu mà Bitcoin chỉ cần tăng 300% thôi. Từ đây thì nó phải lên hơn 200 nghìn. Chà. Mà thời gian còn đến tận 400 ngày nữa. 400 ngày là bao nhiêu tháng nhỉ? 400. Xem nào. Lấy cái máy tính ra. 400 mà chia cho 24. Ồ, còn 16 tháng nữa. À đâu, sẽ chia 24 vậy. 400 chia 30. 13 tháng nữa, còn hơn 1 năm nữa. Ồ, hơn 1 năm nữa từ thời điểm này. Lâu nhỉ? Thế thì ra là vậy. Tuy nhiên là nếu mà đạt x4 trước, trong tổng cái số tài khoản đầu tư mà đạt x4 trước khi mà thị trường đạt đỉnh thì cũng không vấn đề gì, mình vẫn sẽ bán thôi. Trời, Bitcoin mà còn có thể x3 từ đây hả? Dã man thế. Sẽ là 400 ngày nữa. 400 ngày nữa thì Ethereum nó sẽ đi đâu? À, 19 là xem nào. Ngày bao nhiêu nhỉ? 20 tháng 4. 20 tháng 4 là ngày halving. Khóa nó lại. Sau đó vẽ ra một cái hình 500 ngày sau. Đó. Rồi. Sao quá. Đây. Đó, tầm này. Rồi. Ta sẽ copy cái này ra. Trước đó. Nếu mà 500 ngày trước mà mua ETH thì cũng ở mức giá rất là thấp, có 1.001 thôi. Thế rồi sao cái thằng đấy nó không đăng sớm để mình biết được cái này nhé. Rồi ok. Đó thì chúng ta sẽ nhìn thử xem là nếu mà 500 ngày trước nó cũng bằng với 500 ngày sau thì sao. 229%. Và từ bây giờ 229%.
ETH nó chỉ cần tăng bằng với lại so với lúc đó thôi. Chưa bằng nhá, khoảng 9.000 đô, khoảng nó sẽ lên 9.000 đô. Rồi. Thế thì chúng ta sẽ có khoảng tăng khoảng ít, nếu mà mọi người nhập hàng theo cái được vừa nhập ạ thì sẽ tăng khoảng x3 ha. Không phải, nó tăng thêm 2 lần thì nó phải là x3. Thế lúc nãy là Bitcoin nó tăng thêm 3 lần thì tức là phải x4. Chà, tăng 4 lần thì nó phải là x5. Chắc được, ổn đấy. Cái vết vùng mua cho đợt 2 là khá là lâu rồi, mà nó cũng về sát sát đó, khoảng 2008 ha, không được về sâu hơn. Ok, rồi cái video ngày hôm nay chỉ có vậy thôi, chia sẻ mọi người đến như thế, chào mọi người.